Bình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời. Lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV 57.8. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show. Và chương trình được phát hình hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3:30 cũng như là sáng thứ ba lúc 9:30. Và thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là giới thiệu những chương trình sinh hoạt của các anh chị em văn nghệ sĩ cũng như là những chương trình sinh hoạt cộng đồng. Kính thưa quý vị, nói đến một cái hội đoàn, một cái thể nói là một cái ban nhạc có tên là Ban Nhạc Xứ Ngàn Khơi. Các bạn biết là trong thời gian 26 năm vừa qua thì Ban Nhạc Xứ Ngàn Khơi đã có những cái công trình, những cái tốt sinh hoạt luôn sát cánh với cộng đồng Việt Nam chúng ta trong mục đích là bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Và ngày 15 tháng 11 sắp tới đây tại Sài Gòn Performance Center thì Ban Nhạc Xứ Ngàn Khơi sẽ tổ chức chương trình có chủ đề là Hành Trình Quê Mẹ. Và đến với chương trình ngày hôm nay, Cao Minh rất hân hạnh có sự hiện diện của hai vị khách. Bên tay trái của Cao Minh Hưng là bác sĩ Nguyễn Thị Nhuận, cô là một trong những sáng lập viên của Ban Nhạc Xứ Ngàn Khơi, cũng như là ca sĩ Bích Vân, một khuôn mặt có thể là thân quen. Và Cao Minh Hưng cũng có mấy dịp để phỏng vấn ca sĩ Bích Vân trước đây. Thì mời bác sĩ Nhuận và Bích Vân gửi lời chào đến vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV. Bích Vân xin gửi lời chào đến anh Cao Minh Hưng, cô Nhuận cũng như là tất cả quý khán giả của đài IBC. Kính thưa bác sĩ Nhuận, thì trước khi chúng ta nói về cái chương trình Hành Trình Quê Mẹ thì Cao Minh Hưng được biết là quý vị khán giả có lẽ cũng không có xa lạ cái tên Ban Nhạc Xứ Ngàn Khơi. Thì nơi đây bác sĩ có thể sơ lược cái mục đích, cái sự ra đời của Ban Nhạc Xứ Ngàn Khơi không thưa bác sĩ? Dạ vâng, thì vào năm 1989 thì là Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi là được thành lập do một nhóm các anh chị em mà hồi xưa cũng sinh hoạt hợp xướng ở Việt Nam. Và đến lúc đó thì cảm thấy là mình cần phải khơi dậy cái nhạc hợp xướng ở trên đất người. Mặc dù mình sống trên hải ngoại nhưng mà mình vẫn nhớ về cái nhạc của mình, rất là có rất là nhiều cái nhạc hay mà mình cần phải giữ lại cũng như là phải phát huy thêm. Thì ra nên lúc đó chúng tôi đã thành lập Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi và sinh hoạt cho đến ngày hôm nay. Wow, 89 tới nay là 26 năm rồi. Các em biết là chắc là Bích Vân cũng nhớ là ngày xưa Việt Nam trước 75 lúc đó chắc em còn nhỏ, có một số ban nhạc như Ban Nhạc Thăng Long rồi một số ban nhạc như vậy. Thì cái khi mà ngồi xuống thành lập với Ban Nhạc Hợp Xướng Ngàn Khơi, cái lúc đó có những cái khó khăn gì không thưa bác sĩ? Thì hợp xướng là dĩ nhiên là nó khó hơn, khá khó khăn. Thật sự ra thì mình phải nói là nhạc hợp xướng đó thì thật sự là dùng ở trong nhà thờ nhiều hơn. Mình có những ca đoàn để hát trong những cái buổi lễ. Nhưng mà còn những cái ban hợp xướng mà hát nhạc ngoài đời đó thì hình như là trước 75 thì chỉ có ban Trùng Dương thôi. Mà chúng tôi cũng có sinh hoạt trong ban Trùng Dương. Vâng, còn qua bên đây thì nó còn khó khăn hơn nữa là vì tình trạng mà tập hợp một số đông người đó cũng rất là khó khăn, nhưng mà somehow chúng tôi cũng vượt qua được. Kính thưa quý vị, thì tháng 9 năm rồi thì Cao Minh Hưng có dịp phỏng vấn bác sĩ Bích Liên cũng như là một số vị trong ban tổ chức về cái chương trình cũng Ban Nhạc Xứ Ngàn Khơi tổ chức lúc đó, tức là hướng về đất mẹ. Thì năm nay cũng có tựa đề cũng là có chữ mẹ trong đây là Hành Trình Quê Mẹ. Bác sĩ Nhuận có thể là một trong những người ban tổ chức có thể nói là cái mục đích, cái ý nghĩa nào mình chọn cái chủ đề là Hành Trình Quê Mẹ không thưa bác sĩ? Vâng, thì mẹ là một chủ đề mà có thể ai cũng có liên quan tới cả, không có ai mà không có mẹ cả. Thành ra mình đi đây mình vẫn nhớ về quê mẹ. Và cái hành trình quê mẹ đó thì là một chủ đề thật sự là cũng hơi tham vọng, là muốn vẽ lại cái hành trình của quê hương của mình từ những bước chập chững lập quốc cho đến tới ngày nay. Thì dĩ nhiên là mỗi cái thời kỳ đó mình chọn ra một hai bài, một số bài tiêu biểu. Thì mở đầu là sẽ vào phần đất mẹ, tức là nói về quê hương của mình. Và sau đó sẽ qua những thời kỳ giống như là mình bị đô hộ, mình phải chống lại ngoại xâm, rồi sau đó mình có những thời kỳ hòa bình vui sướng, rồi thì là chiến tranh tiếp tục và xảy đến cái ngày 30 tháng 4 mình phải vượt biển ra đi, đại khái như vậy. Và sau đó mình đến được đất Mỹ thì mình cũng hát lên một bài để ca tụng cái đất Mỹ là America the Beautiful. Tức là cả một cái chuỗi dài lịch sử Việt Nam mà qua những cái nét nhạc, một chương trình rất là đặc biệt.
trở lại với ca sĩ Bích Vân thì những cái chương trình trước đây em tổ chức cho đây là đầu tiên là ca sĩ Bích Vân tham dự với ban nhạc nhà xứ Ngàn Khơi hay là những cái chương trình trước đây em đã có tham dự rồi? Dạ, thưa anh Cao Minh Hưng, Bích Vân cũng rất là may mắn có được nhiều dịp để tham gia với lại ban hợp xứ Ngàn Khơi. Ngay khi mà Bích Vân cũng vừa qua Mỹ là cũng đã được tham gia lần đầu tiên là năm 2004 hay hồi đó, năm hồi dạ, đó. Là Bích Vân lần đầu tiên cũng được, lâu rồi. Dạ, à, góp mặt trong chương trình Mẹ Trong Mẹ Người Đi, trong lòng người cũng là về mẹ luôn, Mẹ Trong Lòng Người Đi. Thì Bích Vân có xuất hiện ở trong cái chương trình đó, cũng như là ban hợp xứ Ngàn Khơi cũng có ra một cái DVD về cái chương trình đó. Thì kể từ đó thì Bích Vân cũng có rất là nhiều dịp để cộng tác, tham gia hát chung và hát solo với những cái chương trình concert rất là ý nghĩa mà ban hợp xướng Ngàn Khơi tổ chức. Dạ. Yeah. Thì như vậy Bích Vân đến với vai trò một người ca sĩ solo hay là có khi nào hát chung với ban nhạc? Dạ, thưa có. Cũng có. Dạ, Bích Vân cũng có những dịp mà được hát chung với lại ban hợp xướng Ngàn Khơi, có khi hát chung với tất cả mọi người, hoặc là cũng có những cái đoạn solo thì Bích Vân cũng được gửi gắm để mà chuyển tải đến cho quý vị. Thì cái concert sắp tới này Bích Vân cũng sẽ có một bài hát và hát chung với lại ban hợp xướng Ngàn Khơi, là cái tiết mục đó Bích Vân cũng rất là đang hào hứng và Bích Vân biết là chắc chắn sẽ rất là đặc biệt. Một ca khúc rất là hay của Hồ Đăng Tiến, Đàn Chim Tha Hương. Thưa quý vị, một lần nữa thì quý vị đang theo dõi chương trình của câu lạc bộ Từ Nghệ Sĩ Talk Show, để đặc biệt giới thiệu về chương trình của ban hợp xứ Ngàn Khơi sẽ được hân hạnh giới thiệu Chiều Nhạc Ngàn Khơi 2015 với chủ đề là Hành Trình Quê Mẹ, sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 15 tháng 11 từ 4 giờ đến 8 giờ tại Sài Gòn Performing Arts Center. Và các mình thấy là trên đây là vé đã được có bán ở Tú Quỳnh, Ngàn Khơi, cũng như là lát nữa đây các mình đừng sẽ nhờ bác sĩ Nhuận cho biết thêm một số thông tin. Thì trước khi chúng ta gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, thì nhờ bác sĩ Nhuận chọn một cái nhạc phẩm mà đã trình diễn trong đại nhạc hội vừa rồi để quý vị theo dõi chương trình có thể biết thêm cái sự tập luyện của các anh chị em trong bản nhạc xứ Ngàn Khơi. Thưa mời. Vâng, thì xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Mẹ Trong Lòng Người Đi, tức là nhạc phẩm của năm ngoái đó. Thì quý vị sẽ thấy được là một ca đoàn 40-50 người với một nhường nhạc trưởng tập dượt rất là lâu để mà trình diễn một bài. Kính thưa quý vị, Mẹ Trong Lòng Người Đi xin được gửi đến quý vị, và sau một vài thông tin thương mại chúng tôi xin mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục nghe bác sĩ Nhuận cũng như là ca sĩ Bích Vân chia sẻ về chương trình Hành Trình Quê Mẹ.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng đi theo dõi chương trình Câu lạc bộ từ nghệ sĩ Thấu Sâu ngày hôm nay. Chúng tôi đặc biệt giới thiệu về chương trình của ban nhạc xứ Ngàn Khơi có chủ đề là Hành trình quê mẹ sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 sắp tới đây tại Sài Gòn Performing Arts Center. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Thị Nhuận, cô là một trong những sáng lập viên của ban nhạc xứ Ngàn Khơi, cũng như là ca sĩ Bích Vân. Nói một chút xíu về chương trình thêm chi tiết, thưa bác sĩ Nhuận, thì cái thành phần những cái bác ngoài ban nhạc xứ Ngàn Khơi, còn mình biết lần này cô rất là sự tham dự của rất nhiều cái nhạc trưởng, cô có thể nói thêm về cái sự chuẩn bị trong chương trình thưa cô? Vâng, Ngàn Khơi rất may mắn là năm nay có được sự cộng tác của ba nhạc trưởng, đều là những người rất là giỏi về nhạc cũng như là về cách hợp ca cũng như là về cách điều khiển ban hợp xướng. Đó là bạn nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Hương. Nguyễn Hoàng Hương thì cũng đã khinh đất, hay nói là 40 mấy năm rồi, từ ban hợp xướng Trùng Dương ở bên Việt Nam vào đây. Rồi nhạc trưởng Nguyễn Bội Cơ là một người được huấn luyện ngay tại Mỹ này, tại trường Juilliard, và đã làm music director cho University of Redlands Symphony Orchestra 10 năm nay. Dạ vâng. Còn một người nữa là anh Bùi Quỳnh Giao, cũng là một người đã đi tìm hiểu và học về conducting rất là lâu. Người rất là dày dặn kinh nghiệm. Ngoài ca sĩ Bích Vân ở đây, thì có những cái ca sĩ nào mà sẽ đến để góp mặt cùng với ban nhạc xứ Ngàn Khơi thưa cô? Dạ vâng, có thì chúng ta sẽ có ca sĩ Quang Tuấn. Quang Tuấn, rồi rất ca là sĩ Theresa Mai. Quang Tuấn thì quý vị biết rất nhiều rồi. Một giọng nam rất là trầm ấm và rất là diễn tả những cái bài nhạc quê hương hay là những bài nhạc tình cảm rất là thành công. Cái người mà ngoài Bích Vân là một ca sĩ kỳ cựu, có thể nói là trẻ nhưng mà kỳ cựu. Còn Theresa Mai thì là một ngôi sao mới vừa nổi lên, chuyên môn về opera nhiều hơn. Và ngoài ra còn có Bích Liên, Phạm Hà và Mộng Thủy, tức là mình có 6 ca sĩ đơn ca. Vâng. Wow, một cái chương trình có thể nói là lực lượng nhạc, ca sĩ rồi hùng nhạc trưởng rất là hùng hậu. Dạ vâng, nếu tổng cộng hết thì rất là đông. Mà sự có nói là sự tập giờ của anh chị đối với một người solo thì nó dễ rồi, mà ban nhạc xứ Ngàn Khơi hợp ca phải nói rất rất là nhiều thời gian phải bỏ ra. Ca sĩ Bích Vân, khi mà cái cảm nghĩ của em khi mà tham dự những cái chương trình mà do ban nhạc xứ Ngàn Khơi, thì em thấy có khác gì những cái chương trình, cái sự chuẩn bị, cái là hai chương trình có khác gì những cái chương trình mà em tham gia khác không? Dạ thưa anh, Bích Vân thì đối với một cái chương trình nào Bích Vân cũng rất là trân trọng và tập dượt rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà đặc biệt là mỗi một lần làm việc với lại ban hợp xướng Ngàn Khơi thì cái mức độ chuẩn bị nó còn kỹ lưỡng hơn rất là nhiều. Nhất là khi mà Bích Vân cần phải hát chung với lại cả một cái đại hợp xướng hoặc là một cái dàn orchestra, thì mình không phải là chỉ một mình nhưng mà mình phải tập dượt và phải work together với cả 100 người nữa. Thì cái cảm giác đó mình phải làm việc nghiêm túc hơn, nhưng mà bên cạnh đó thì khi mà mình đứng hát với một cái ban đại hợp xướng như vậy thì cảm giác của mình cũng rất là hãnh diện, và giống như mình hát và mình được trở thành một phần của một cái gì đó lớn hơn mình nữa, thì cái cảm giác đó nó rất là tuyệt vời. Lần này được biết là ban nhạc của anh Hoàng Công Luận cũng đến để tham dự chương trình. Vâng, thì kỳ này thì ban nhạc đệm cho chương trình là ban nhạc Hoàng Công Luận. Thì chúng ta đã biết Hoàng Công Luận là một violinist, tức là người đã chơi đàn violin rất là lão luyện, cũng như là đàn dương cầm. Và ngoài ra thì chúng ta có Quốc Vũ cũng đàn dương cầm, và một người khác nữa cũng là một dương cầm thủ rất là tốt nghiệp ở đây là Nguyễn Hải Hoàng. Rồi có tay trống và Gary Quinn, và người đánh bass là anh Quang Tuấn. Chắc chúng ta phải nhắc cái địa chỉ cũng như là cái điện thoại không? Chúng ta mãi mê nói về chương trình là quý vị khán giả gọi vào không biết là cái số điện thoại nào. Nhà bác sĩ Nhuận có thể cho số điện thoại, có thể liên lạc để lấy vé thưa bác sĩ. Vâng. Quý vị có thể đến Tú Quỳnh, tức là một cái địa điểm bán vé mà rất là quen thuộc với chúng ta. Nó trên đường Bonsa. Là điện thoại là 714-531-4284. Ngoài ra quý vị cũng có thể đến Nhật Báo Viễn Đông ở trên đường Moren từ phố báo đó. Là điện thoại là 714-379-2851. Một địa điểm khác là ban hợp xướng Ngàn Khơi ngay trên đường Brookhurst, nhưng mà cũng khổ cái là đường Brookhurst đang nó kẹt xe rất là nhiều. Là nếu quý vị biết cái cách mà đi cái đường trong vô đó thì hãy đến chỗ đường ban hợp xướng Ngàn Khơi, và có thể gọi điện thoại là số 714-531-2773.
để mà hỏi xem mình có những cái vé gì hoặc là có cách gì khác mà mình mua trên phone hay là gì, mình gửi tới là được. Yeah. Thì nó tiện cho quý vị hơn. Tại vì thật sự ra bây giờ đó thì nếu quý vị tìm cái vé tốt nhất thì có thể là không có nữa. Có thể tốt nhì thôi. Quý vị phải lẹ tay lên. Đúng rồi. Tại vì ở đâu mình phải mua sớm đó thì mình sẽ được chỗ tốt nhất. Yeah. Ngoài ra có những cái điểm gì đặc biệt trong cái chương trình hành trình của mẹ lần này so với những chương trình khác không thưa bác sĩ Nhật? Điểm đặc biệt nhất thì điểm bạn kỳ này đó là có một cái bản hợp xướng mà viết riêng cho chương trình này. Wow. Là do soạn nhạc gia PQ Phan. Yeah. Tức là Phan Quang Phục, là ông là một soạn nhạc gia rất là nổi tiếng. Yeah. Ở trong nghĩa là giới nhạc của Mỹ đó. Yeah. Thì ông rất là nổi tiếng. Nó đặc biệt ở điểm nào vậy thưa bác sĩ? Thì là một cái bài nhạc này là cái bài nhạc coi như là cầu nguyện cho những người đã mất trong chiến tranh Việt Nam. Yeah. Mình đã biết là chiến tranh Việt Nam kéo dài rất là lâu. Yeah. Và cái số người chết rất nhiều, mà những người cho là đi vượt biên cũng chết rất là nhiều nữa. Yeah. Thành ra là bài này là một bài, thật sự nó chỉ là một phần trong cái tác phẩm rất là lớn của ông. Nhưng mà cái phần này là tại vì nó một cái loại nhạc này nó rất là đặc biệt, thành ra quý vị phải đến cái chương trình này để mà nghe cái loại nhạc đặc biệt đó. Nhất là qua giọng hát của Theresa May, là một giọng opera mà rất là tuyệt vời. Nhắc tới opera là không thể nào mà quên được. Ô, cô này thì về cũng hát opera nhiều và cũng rất là tuyệt vời, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà như là Bích Vân về musical nhiều hơn. Về musical nhiều hơn là opera. Còn Theresa May thì là về opera nhỉ. Sau cái chương trình Hành Trình Của Mẹ, là một trong những người trong ban điều hành cũng như là sáng lập viên, thì cô có cái vision, có những cái chương trình, những cái dự tính gì tương lai cho ban nhạc xứ Ngàn Khơi cũng như cái hướng phát triển thưa cô? Thì phải nói là trong 26 năm đó thì Ngàn Khơi cũng nhìn lại đó thì mình thấy là mình cũng làm rất là nhiều chuyện, nhất là cái chuyện mà đem những cái bài hát rất là thật là tuyệt vời của nền tân nhạc Việt Nam để mà trình diễn, cũng như là viết hòa âm nhờ những nhạc sĩ viết hòa âm của mình, thí dụ như nhạc sĩ Lê Văn Khoa, nhạc sĩ Trần Trúc, Hồ Đăng Tín, có rất nhiều nhạc sĩ đã viết hòa âm và có thể nói là lên con số hàng trăm những cái bài này, cả cho hòa âm cho dàn nhạc giao hưởng và cũng như là dàn hòa âm cho hợp xướng. Thì những cái chuyện đó thật sự mà nói thì bạn hợp xướng Ngàn Khơi phải nói là gặp rất là nhiều khó khăn, tại vì nhạc hợp xướng của người Mỹ đó họ có đầy đủ hết à, và chỉ cần mua bài họ hát thôi. Còn mình đó mình phải đi nhờ viết hòa âm rất là khó khăn. Mà thành ra cũng rất là mừng là sau này cái người Việt Nam mình ở đây học nhạc rất là nhiều, thành ra hy vọng là những công việc nó sẽ dễ dàng hơn. Thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ trở lại với cái hình thức mà hợp xướng và hòa tấu nguyên cái dàn nhạc, nhưng mà hiện thời giờ thì chưa được. Kính thưa quý vị, thì cảm ơn anh xin phép được nhắc lại cái vé, số điện thoại quý vị có thể gọi vào để lấy vé, và những cái nơi rất là quen thuộc như là Tú Quỳnh. Quý vị có thể liên lạc với Ngàn Khơi, số điện thoại là 714-531-2773, hoặc là ban tổ chức là số là 714-260-7017. Với một cái chương trình có thể nói là như bác sĩ Nhuận cũng như là ca sĩ Bích Vân có tâm tình trong những ít phút vừa qua, một sự có thể nói chuẩn bị rất là công phu, thì cảm ơn tin chắc rằng với cái sự chuẩn bị, với cái ý nghĩa của chương trình Hành Trình Quê Mẹ, quý vị sẽ đến để ủng hộ với ban hợp xướng Ngàn Khơi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. 26 năm một cái thể nói một chặng đường không phải là ngắn, không thưa quý vị. Đối với những người nghệ sĩ thì những tràng vỗ tay, những cái sự ủng hộ quý vị tiếp thêm tinh thần để các anh chị em nghệ sĩ tiếp tục đem những công sức của mình có thêm nghị lực để góp cái sự phát huy cái nền văn hóa Việt Nam, đặc biệt là chúng ta ở hải ngoại, cái sự mai một của nền văn hóa Việt Nam chúng ta đối với những thế hệ trẻ rất là cần những cái chương trình như vậy. Thì cảm ơn chắc là quý vị không những đến mà đưa con em đến, chúng ta có thể thấy được những cái sự, những cái công lao tập luyện của các diễn nghệ sĩ, nhất là những người trong ban nhạc Ngàn Khơi. Thì một nữa thì rất tiếc là thời lượng chương trình có giới hạn, rất là cảm ơn bác sĩ Nhuận cũng như là ca sĩ Bích Vân đã đến chương trình ngày hôm nay để chia sẻ về chương trình Hành Trình Quê Mẹ sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 sắp tới đây, từ 4 giờ đến 8 giờ ngày Chủ nhật tại Sài Gòn Performance Arts Center. Chúc chương trình thành công và chúc bác sĩ Nhuận cũng như là ca sĩ Bích Vân luôn luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục những cái chương trình rất có ý nghĩa như vậy. Để chia tay nơi đây thì mời bác sĩ cũng như là Bích Vân gửi lời chúng ta chia tay. Cảm ơn các ông Hương rất là nhiều đã cho chúng tôi lên chương trình này để nói về chương trình nhạc. Xin cảm ơn quý vị khán giả.
Dạ, Bích Vân cũng cảm ơn anh Cao Minh Hưng cũng như là đài IBC đã cho Bích Vân cũng như bác sĩ Nhuận có cơ hội, và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày 15 tháng 11 sắp tới đây. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị có thể gọi cho Cao Minh Hưng ở số điện thoại là 714-403-9315 hoặc là vào trang website địa chỉ là caulacbotinghệsi.com. Bác sĩ Nguyễn Thị Hưng, ca sĩ Bích Vân và Cao Minh Hưng, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát.